eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôm chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trẻ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Rồi, chào mừng các bạn đến với bữa tập tiếp theo của tần số 4 giáo án chim nữ tâm kinh, phần tập luyện free weight với barbell và dumbbell. Và ngày hôm nay anh sẽ dẫn em tiếp một cái buổi tập ngực và lưng cũng rất là khó, với những bài tập mới rất là thú vị trên những thiết bị tạ dumbbell và barbell. Đầu tiên thì anh sẽ hướng dẫn em bài tập ngực, phần ngực phía trên, phần phía trên đây. Nhưng mà bây giờ đẩy với hai cục dumbbell khá là khó. Bài tập có tên là inline dumbbell bench press. Cái ghế chỉnh được như cái vị trí dốc vậy là vị trí inline. Đó, inline là dốc lên. Cái độ dốc khoảng chừng từ 30 tới 45 độ là rất thích hợp để cho tập ngực trên. Đầu tiên chúng ta nằm vào ghế. Thấp lên. Hoặc là có PT đỡ lên tới vị trí này, giữ lại. Xong rồi, đẩy lên thở ra. Không khóa khớp. Hai chân trụ vững dưới sàn. Rồi vị trí cái cuối cùng. Hạ xuống. Bước ra. Để đùi gối. Thấp cái chân mạnh lên. Đó. Đẩy hai cục tạ gần chạm vào nhau. Vậy, đó. Nhẹ quá anh. Chút lên tập thử thôi, hít thở cho đúng đi. Cái tay sai rồi nè. Tay phải vậy, không có được vung quá, không có được banh lên cao quá. Không phải, nó đẩy ra vậy, nhưng mà đẩy lên tới vậy này nè, đẩy lên, chứ không phải là giang ra vậy. Đúng rồi, đẩy lên là tạ nó ngay tầm mắt em á. Rồi. Cái tay bị giang rộng quá, cái tay đừng có giang quá. Tức là không phải đẩy lên như vậy, mà cái em đang ở đây nè, em đẩy xéo lên như này nó xéo lên một chút. Chứ cái tay không có giang như vậy, mà cái tay giang như vậy thôi. Cỡ vậy thôi. Đó rồi, đẩy đi. Đó, đúng rồi. Tức là đẩy tạ nó xéo lên. Rồi. Đẩy hai tạ gần chạm vào nhau. Đó, thẳng tay lên chứ không khóa khớp, rồi thẳng một xíu, ok. Rồi. Ok. Rồi, tí tập thiệt nha, 3 set. Không quên, xuống đi, tự xuống đi. Tự xuống cho nó quen đi. Đó. Rồi, vô tập thiệt nè, set đầu tiên. Inline dumbbell bench press, set thứ nhất. Rồi, vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, xuống đây. Xuống còn hơi ghê. Em đang ở vị trí này nè. Em đang vị trí này thì em ép vô giày. Rồi xong em như vậy mới xuống. Chứ không phải là đang vị trí này quơ xuống đây. Đang vị trí này nè, ép cái tay vô cho nó gần người vậy nè, cho nó chắc lại. Xong rồi hất cái chân lên và cái này nó xuống. 7 cái rưỡi nha. Nó sắp đi. Uống intra vào cao đi. Ừ.
mời. Lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Từ từ nha, từ từ nha. Từ từ nha, để ép ra cho nó lời xong rồi xuống. Xuống, kết hợp cả hai luôn, đúng rồi. Dumbbell Inline Bench Press. Bài tập đầu tiên ngày hôm nay. Rồi vô. Đúng rồi. 1. Tạo luôn không? 2. 3. 4. 5. 6. Để sát chưa à? 7 đúng rồi. 8 từ từ thôi, còn hai cái nữa. Để sát nữa nè. 9. Từ từ nha. 10. Rồi. Rồi, xuống. Tốt. Lên nữa thôi. Thôi anh. Thôi hả? Dạ. Không lấy axe lên nè. Yếu. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em bài tập ngực tiếp theo. Cũng trên ghế này luôn. Chúng ta hạ độ dốc xuống một chút xíu. À, bài tập vừa rồi là tập khỏe, to cơ ngực này nọ kia. Bài tập này làm khích rảnh ngực. Bài tập vừa rồi là cơ chế press. Bài tập này là cơ chế fly. Đó, cách tập nó ná ná vậy nhưng mà nó khác chỗ này. Vẫn lên như vậy, vẫn đẩy lên như vậy. Nhưng mà bây giờ tập nè, giang hai cái tay ra như vậy. Hạ ra từ 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 từ, từ cho nó căng cơ ngực ra. Đó, tới đây giữ lại, xong ép vô, thở ra. Không có dùng tay ép nha, dùng ngực nè, dùng ngực ép vô. Tập 10 cái, đó cái cuối là như vậy. Thì chúng ta vẫn thu vào đây, chúng ta vẫn xuống bình thường. Bài tập này có tên là Inline Dumbbell Fly. Thử đi, để ngoài. Ờ. Rồi. Thẳng thẳng cái tay. Ok, một chỗ nó phải chuyển đất nữa. Rồi, ép vô. Ép vô như nè, đó, ép vô nó ra thẳng mắt kìa nè. Bây giờ nó phải thẳng mắt hết á. Đó, ok. Đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Ok, rồi. Thế hồi cái tập. Tập này thì cập cũng 5kg. Rồi, set đầu tiên của Inline Dumbbell Bench Fly. Đây mày tập nó khó đó. Vô thần thái vô coi. Tập không tốt không cho ăn cơm nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 sâu sâu chút ơi. Cố sâu sâu nè. Mất kiểm soát tay rồi. Rồi, lên. Cái tay không có buông thẳng vậy. Rồi, được rồi đó. Được rồi. Xét sao kiểm soát cái tay tốt hơn mấy cái set rep cuối. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, còn lại chín, bảy, mười. Ok. Thôi, uống nguyên trao bọc cao đi nè.
Vô xét cuối. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi, ok, tốt. Rồi bài tập tiếp theo á là anh hướng dẫn em bài tập móc ngực. Tên nó là pull over chest. Chúng ta nằm trên cái thiết bị này, nằm trên cái ghế này, chúng ta sẽ thực hiện động tác móc ngực. Ok. Em đã từng tập bài này một lần rồi dưới cái cây bồ. Đó. Và bây giờ là chúng ta tập với tạ dumbbell. Thẳng tay. Cho nó căng ngực rồi hết cỡ, căng ngực căng lưng luôn. Xong rồi dứt. Ngực tạ thẳng. Đó. Đó, gồng ngực. Nhớ gồng ngực nha. Bài tập cả ngực cả lưng luôn. Tập 1 được 2. Rồi. Tập thử cục đá nổi thì tập 5kg. Thôi tập 5kg trước đi. Đây. Đây. Rồi. Rồi, tập đi. Đó. Nhớ gồng ngực. Sâu sâu tí. Rồi đó. Ok. Ok. Rồi. Được. Tập thiệt cục 10kg nha. Dạ. Rồi cục 10kg. Bài pull over chest. Set đầu tiên bắt đầu. Lên. 1 2 3 Nhớ xuống hơi gần cái căng nha. 4 5 6 7 8 9 10 Tới đây mới căng nè. Đó. Gồng ngược lại. Đó, điểm cuối nó phải như vậy. Rồi, uống pin, uống intra và cao. Này, uống intra và cao. Có nhớ ngày nào phòng này bụi không ha? Có nhớ ngày nào? Oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Căng căng rồi, 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 rồi. Rồi. Ok. Set thứ 2, pull over chest. Tạ đâu? Lớp cuối rồi đó học trò. Dạ. Ồ, lớp 4 rồi đó. Nó tập, nó thử, nó chơi thôi. 2 Nó đây nè, 3 Đúng rồi. Đây nè, 4 5 6 7 8 9 Ok 10 Ok. Căng từ. Rồi, được rồi á. Còn set nữa thôi, qua lưng.
Vô. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Thôi xíu. Sáu. Không nữa nè. Đó. Bảy. Xong nữa nè. Tám. Xong nữa nè. Chín. Xong nữa nè. Mười. Rồi. Thôi. Uống súp. Uống súp, uống súp. Uống súp, uống súp. Sau khi chúng ta luyện tập cùng nhau 4 lớp 1, 2, 3, 4 thì anh đã từng nói với em rằng là mục tiêu của anh là cố gắng training cho em trở thành tập được những bài freeway căn bản. Thì trong đó có một bài hít đất, nó về cơ ngực. Thì bữa nay đó em thử em hít đất có được chưa? Coi thầy dạy sao hít đất được chưa? Tôi thấy được chưa thầy? Được rồi, hít đi. Một. Hai. Ngẩng mặt lên. 3 4 5 Tốt. 6 Gắn chục cái rồi. 7 8 9 Cái nữa. 10 Rồi ok. Tốt. Thôi nói chung anh dạy em 4 lớp tập chừng 2 tháng mà em hít đất được vậy là anh mãn nguyện rồi. Anh không... em không hít được cái nào mà em hít được 10 cái rồi đó anh. Anh không có gì tiếc nói nữa đâu. Đó là dạy là đá bụng được nè, hít đất được nè. Có chống xà kép thì thôi chịu. Set thứ hai, hít đất. Và cũng là set cuối đi, hít được nhiêu hít. Freeway pull sub. Pull sub. Ủa lộn, push up. Thầy lộn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Rồi ok. Vậy cũng được. Không. Rồi tiếp theo buổi tập ngày hôm nay là chúng ta sẽ tập nhóm cơ lưng. Mà nhóm cơ lưng là cái cơ chế rô, là cơ chế cực kỳ quan trọng và bài tập khó. Khó mà khó nhất, khó nhì trong giới gymer luôn á. Là bài barbell row. Em đã từng tập bài mid machine row rồi, nhớ chưa? Yeah. Mid machine row là giật như nè. Dạ. Đó thì bài này giống như trang bài đó thôi, bởi vì đều giật cái cây barbell. Nó sẽ nặng hơn mà nó lắc. Thì bây giờ mình phải tập trung, mình kiểm soát được cái nặng, kiểm soát được cái lắc đó. Thì chúng ta sẽ thành công cái bài này. Rồi. Tư thế deadlift. Rồi. Đứng tư thế số 1. Đó. Đó, giữ này không? Giữ lại một tí. Xong lên. Cái người có thể nhấp nhô một tí chứ không cần phải cố định. Nè, ví dụ anh nhấp nhô nè. Không. Chực thẳng bụng. Ok. Ok. Khá là chua đó chứ không đơn giản đâu nha. Test thử đi. Cây không 20kg rồi đó. Cái này cái Olympic nó chuẩn, nó không có khối lượng khác. Méo rồi. Xuống cái chân cong lưng. Em ngồi xuống luôn. Rồi. Đúng rồi đó, giật chạm bụng luôn. Em giật cái chạm bụng đó. Ok. Đó, ok. Chính xác. Có vẻ nhẹ thêm 5kg thôi. Có vẻ nhẹ đúng không? Vâng. Lấy về cái lưng đi. Rồi, set đầu tiên barbell row. Barbell row 30kg. Với sự trợ giúp của THL Gear. Rồi lên, chính xác. Dứt, 1 2 3 4 Xuống phải căng lưng nha, rồi. Tiếp, 5 6 Xuống sau một tí. Ok, 7 8 9 Đúng rồi, 10 Tốt. Rồi, nghỉ ngơi, uống súp.
Rồi chuẩn bị set số 2, bài tập huyền thoại Barbaro. Bây giờ lên là 35kg rồi đó. Cố lên. Đâu có đâu. Freeway là phải có động tác nhấp nhô, nhấp nhô, nhấp nhô. Nhấp nhô. Rồi. Ok. Dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hấp hấp ngồi xuống. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Căng lưng, căng mông, căng đùi. Okay. Còn set nữa. Rồi, set cuối của bài tập barbell row vẫn mức tạ y nguyên 35kg. Chuẩn bị bắt đầu. 10 rep. Ráng tập thả sao cho sâu cho nó căng. Giật lên thì phải trên chạm bụng vậy thôi. Chạm rúng cũng được. Không cần phải giật cao. Đó, bài tập này là bài tập phát triển những cái vùng cơ lưng. Đó, gồm có lưng giữa, lưng dưới, cò vai. Đúng rồi. Chiếc cái gì rồi xuống nè, ở ngoài đó, nó phải nhấp vô. Ok. Đừng có đừng ngẩng người cao quá, vừa thôi. Đúng rồi, lưng phải gập xuống chứ đừng ngẩng người cao quá. Ok. Ok. Ok rồi. Sao thầy cũng đếm gì cả thầy này? Đếm cái gì mà đếm? Rồi vô đây là hai bài phạt. Tập này hai set đi. Set tiệc cái bộ rô bài cũ. Cho anh chọc chọc gì chọc dưới ta. Có 90 bao chứ nhiều. Chọc gì chọc dưới ta. 90 bao một ít. Là mấy ký? 40 ký. 41 ký. Rồi set tiệc cái bộ rô. Đàng hoàng, bài kia tập ngẩng cao quá. Tập bài này hả? Ừ, đúng rồi đó. Thầy ác với con nhỉ? Thầy ác với con nhỉ? Dạ. Cháu nói hả? Hô cách. Hô biến cách. 1, 2, 3, vô. 2 3 4 5 6 7 8 Quá thầy. 9, đây là thôi. Hí. 10. Rồi, căng căng từ 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 từ. Căng cái lưng vô, căng 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 rồi thả luôn. Rồi uống uống cái cao đi. 1 2 3. Hí. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 giữ. Rồi. Căng từ 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 từ. Chậm người tới, chậm người tới, căng từ 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 từ. Rồi. Căng 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 căng. Rồi ok, xong, xong rồi bạn. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước qua bài tập huyền thoại trên ghế này. Tập nhóm cơ lưng. Vẫn ở tư thế bend over. Bend over là thế này nè. Đó, bên tôi vợ thấy vậy nè, không? Rồi, bên hôm qua hôm kia làm tập này, còn giờ là khác, giờ là kéo, giờ là rô, tay thẳng, tay thẳng, ok, xong rồi khi kéo á, xoay nhẹ qua đây, khi kéo xoay nhẹ qua đây, giật lên đây, ngang không cần cao gì, ngang, cái tay ngang người thôi, đó, cho ép cái lưng lại, quan trọng là cái lưng này nè, ép lại nè, cái lưng ép lại, xong rồi xuống. Thấy không? Xuống, thả căng cho nhức cái lưng ra. Dùng cái lưng á, dùng cái lưng kéo, chứ không phải dùng cái tay giật cái lưng. Được không?
Vô làm thử đi. Cái chân bên đây, ngồi lộn chân rồi. Cái chân bên đây, sát bài kia. Cái bài này cái chân này nó phải trụ tập mới nổi. Rồi tập đi, dùng cái lưng. Ok, đúng rồi đó. Dùng cái lưng nha, nhớ dùng cái lưng ở đây nè. Kéo lên, ép vô. Căng ra nghỉ một tí. Đúng rồi. Ok. Rồi. Được thì lấy cái dây cao lưng vô. Tập cục 10 kg. Rồi. 1. Đúng rồi đó. 2. Đúng rồi đó. Thì xuống thấy cho nó căng cao lưng ra. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rồi đổi tay. Đổi tay. Rồi vô. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tốt. Uống súp đổi tay. Súp đổi tay lên tạm 2,5 kg. Rồi, rút vô liền không nghỉ. Nghỉ ngơi gì tầm này. Rồi vô đi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rồi đổi tay. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rồi, 10. Ok. Rồi uống súp đi. Chuẩn bị tập 15. Vô set cuối. 1. 2. Chung. 3. 4. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 9. Ok. 10. Ok, căng đừng thả, căng. Căng đuối thả. Rồi đổi tay. Chuẩn bị uống súp chuyển bài. Rồi, vô bây giờ chúng ta tập tiếp theo quay lại ôn bài cũ. Đó là bài PBS Last Pull Down. Nhưng mà tập ở đây không cần xuống dưới đâu. Nhiều máy mà, rồi vô. Làm gì bữa nay tập mồ hôi đổ kinh. Tác dụng có replay hả? Rồi.
Nhanh nhanh nhanh, gần xong rồi. Từ từ, khoan nhử vội chi. Đằng nào cũng xong rồi, bài cuối mà. Chưa cuối, bài nói là bài này bài cuối. Cho đi. Ôi nhẹ nhàng. Đâu có đâu. Rồi cho đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi. Rồi. Căng cơ. À, bây giờ chúng ta không chơi cái thẳng nữa mà chúng ta tập về. Nè, lên nè, hai cái tay xoay vô từ từ nè. Đó. Căng ra xuống. Ok. Xuống trước. Đúng rồi, một. Ok. Hai. Ba. Tư. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Giữ. Ok. Rồi. Chín. Cuối nè. Mười. Từ 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 từ. Căng. Căng. Đuối bỏ. Rồi còn một set nữa. Rồi vô set cuối của bài PBS Rock Cooldown. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Cố lên. Mười. Vượt ngưỡng tôi sẽ thất bại. Rồi thả ra. Thả ra. Rồi ok. Cuốn sắp đi. Đổi bài. Bài cuối. Tram Pull Down. Rồi chúng ta tập bài cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay. Đó là bài Tram Pull Down. Em tập rồi. Bài tập rất nhiều lần rồi. Đây, vô. Một. Chưa chạm đùi luôn nha. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Quên dữ rồi. Rồi đứng xa xa đằng tí, gần quá. Rồi uống súp. Còn súp không? Còn, em mới uống rồi. Set 2. Try and pull down. Bắt đầu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tốt. Tốt, tốt, tốt. Ok, tốt. Rồi còn set nữa đó. Vô. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Thẳng tay.
sát đùi gọng lại, cái xuống á, đó, gọng, gọng cái lưng lại, nè, gọng cái lưng lại nè, không nổi, rồi không nổi, rồi không nổi, tập đi, tập cái đi, rồi ok, đuối lắm rồi phải không? Rồi đuối lắm thôi nghỉ. Đuối quá thôi nghỉ, buổi tập gym ngày hôm nay thành công vang dội, đuối quá trời đuối rồi. Xuống dưới tập cardio row. Nhanh. Ven đôi bờ cỏ lá đẹp dạng người hấp dẫn nhất khu Nam, anh say tình trong phút chốc tham lam, rất vội vàng mộng trăm năm tròn kiếp. Em đứng tiêu xa đấy đã vượt nhịp số tình anh vào bến độ mênh mông, đang cấm đi đầu mọi thứ rất ngông, từ thiết bị con người rồi nỗi thơ BBT. Chim nữ trao tình chàng BT thực thụ, chàng giao án miệt mài ngày đêm không ngủ, để nhất building tiên bước kiên cường, sừng sững giữa trời rừng sáng một phương. Thêm lộng lấy trong bàn tay chim chúa, uy nga chàng lệ quên ngày xưa rìm rúa, quá khứ qua rồi giờ đây là cú đúp, chúa tể nghề chim ông hoàn ngành súp, duy nguyên tiên phong người CEO ngạo nghề. Thủ thiêm phù Mỹ ta nâng tầm kinh tế, quân hai nhà bè kết nối mạch giao thương. Thor Dream khu Nam là điểm sáng, đất nước đổi thay người xa có thấy, Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viên Đông. Thủ Thiêm phù Mỹ ta nâng tầm kinh tế, quân hai nhà bè kết nối mạch giao thương. Thor Dream khu Nam là điểm sáng, đất nước đổi thay người xa có thấy, Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viên Đông. Rồi, một buổi tập tương đối thành công của em. Uống bóp sô cao đi cho phục hồi đi. Rồi xong rồi về nhà ngủ nghỉ dưỡng thương. Rồi nghỉ ngơi phục hồi nha. Rồi bye bye mọi người. Phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.
Rồi, set cuối của bài tập barbell row vẫn mức tạ y nguyên 35kg. Chuẩn bị bắt đầu. 10 rep. Ráng tập thả sâu sâu cho nó căng. Sâu hả? Giật lên thì phải chạm bụng vậy thôi. Chạm rúng cũng được. Không cần phải giật cao. Đó, bài tập này là bài tập phát triển những cái vùng cơ lưng. Đó, gồm có lưng giữa, lưng dưới, cổ vai. Đúng anh, rồi. Anh xích cái gì? Rồi xuống đây nè, ở ngoài đó, nó phải nhấp vô. Ok. Đừng ngẩng người cao quá, vừa thôi. Đúng rồi, lưng phải gập xuống chứ đừng ngẩng người cao quá. Ok. Sao thầy không đếm gì cả thầy này? Đếm cái gì mà đếm?